Chào mừng mọi người đã đến với kênh bán hàng của em. Em Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Thì mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm 2019, em vừa về mẫu xe Dai Urgenta sản xuất 2008. Thì sau đây mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Thứ nhất, nhìn vào sơn xe con này là màu sơn ghi bạc các bác nhé. Thứ hai là bốn mâm đúc nhìn rất là đẹp. Nhìn bốn mâm đúc nhìn nó rất là khác lạ luôn. Đó. Con xe này được trang bị ốp la răng các bác nhé. À quên, ốp mặt đèn rồi. Đây. Tất cả mặt đèn được ốp hết rồi các bác nhé. Đó. Nhìn rất là sáng xe. Đó. Ta nhìn phía trước của chiếc xe. Ok, rất là sáng sủa. Thì dòng Genta này bản 1.5 thương hiệu của Hàn Quốc. Nói chung là xăng nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xăng nó chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây các bác nhé. Nói chung là em hay làm dòng này cũng hay nói về cái đó, nhưng mà em muốn phải nói kỹ càng cho mọi người biết là những ai chưa xem video của em phải cho biết về dòng Genta này. Đấy. Đây là mẫu Daewoo Genta sản xuất 2008, một chiếc xe bản 1.5 thương hiệu của Hàn Quốc. Xăng ăn tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa. Đó. Thì dòng này phụ tùng đồ đạc nó rất là nhiều, rất là dễ thay. Form dáng lại rất là lịch sự, rất là đẹp. Dòng Genta đi rất là lành. Đó, nên là rất được nhiều người ưa chuộng. Đó. Từ đây ta nhìn từ mắt đèn đằng sau của chiếc xe, được ốp mạn chrome hết. Toàn bộ xe rất là ngon lành luôn. Đó. Chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác đã xỉu hiểu ngay một chiếc xe sedan hai đầu rồi. Thì con xe này em bán mức giá là 159 triệu mà thôi, 159 triệu các bác nhé. Đó. Rồi ok, sau đây mời các bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất thì con này thì cực kỳ là khác, tại vì sao? Là nội thất được trang bị màu đen hết các nhé. Ông chủ này ông thích màu đen nên là ông cho bọc màu đen hết. Đó. Ghế nói chung rất là đẹp, rất là nhã nhặn. Đó. Ơi, trần thì cũng trần nguyên bản theo xe luôn, trần lỉ luôn các nhé. Đó. Ơi, ông xem ghế này, nhìn ghế này nhìn rất là sạch sẽ, rất là dễ lau chùi. Đó, màu đen này nó không lộ bẩn mấy, nên là nói chung là nên là ông thích màu này. Ok rồi. Đây là ghế đằng sau của chiếc xe. Thì sau đây mời bác xem cái ghế đằng trước của chiếc xe. À, ta cùng xem cái ghế đằng trước của chiếc xe. Thì đây, đây là hàng ghế trước của chiếc xe. Xe này nói chung là màu đen rất là nhiều người hợp màu đen rất là thích. Đó. Đây phần táp lô. Đó. Phần táp lô của chiếc xe. Đây thì mời bác xem đằng sau của chiếc xe để đồ ở cái xe đằng sau. Đây, để đồ đằng sau của chiếc xe đây. Về vệ sinh một tí là sạch sẽ ok nhá, ok các bác. Đây, xung quanh lễ. Đó. Mạng lễ hết, lâu ngày không vệ sinh. Nói chung là ở dưới này để đồ lên là người ta để đồ thoải mái luôn. Đây, trên nguyên bản là lễ hết các nhá. Đó. Đây, bên dưới chiếc xe rất là cứng cáp, xe không có tí hăn mọt nào cả các bác nhé. Cực kỳ cứng. Đó. Ok, em kiểm tra hết rồi nên là rồi sau đây em sẽ lổ máy cho các bác cùng xem khoang máy động cơ. Đó. Rồi, ok là máy đã lổ nhá, em mời các bác xem khoang máy động cơ nào. Ok. Dạ vâng, đây là khoang máy động cơ các bác nhé. Máy lổ rất là chất luôn. Đó, nó kiểm tra hết rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mua và sử dụng. Máy khô đét luôn. Đó, máy lổ rất là chắc xe. Nhìn rất là khỏe luôn. Đó. Rồi ok, em sẽ hạ các bồ xuống. Nói chung là máy lổ rất là ngon nhá các nhá. Rồi ok, em quay qua bên ngoài để cho các bác xem. Đó. Nói chung là con xe này em kiểm tra hết rồi. Nhìn xe form này thì rất là đẹp. Nói chung là form nó khá là ok. Đó, nhìn rất lịch sự luôn.
Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên đồ bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những video mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Cái con xe này em bán mức giá là 159 triệu mà thôi. Các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.